Lời Chúa theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 31 đến câu 37. Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê, vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngỏng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi thì hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Quý vị và các bạn thân mến, nói và nghe là hai cánh cửa giúp con người thông giao với thế giới bên ngoài. Nói và nghe là hai phương tiện chủ yếu được dùng trong giao tiếp, giúp cho người khác hiểu chúng ta và chúng ta hiểu người khác. Người bị câm, điếc là người không có khả năng làm cho người khác hiểu mình và mình hiểu người khác. Vì thế, những người câm điếc họ rất thụ động, họ thường rút lui vào sự im lặng và cô đơn. Chúng ta thấy câm điếc cũng có nhiều dạng: câm điếc thể lý, câm điếc tâm lý, câm điếc vì thiếu hiểu biết, câm điếc do mình tự làm cho mình câm điếc. Có người bị câm điếc vì họ không có khả năng nói, có thể là do bị khuyết tật về thể lý nên họ không nói được, và cũng có thể là do thiếu hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa. Thật vậy, có những thứ câm điếc không phải do không có khả năng nói, nhưng là do lười biếng, ích kỷ hay do sợ sệt mà không nói lên sự thật, sợ người khác biết được sẽ hơn mình. Cũng vậy, có những thứ câm điếc không phải họ không có khả năng nghe, nhưng là do thiếu kiên nhẫn, do định kiến nên không muốn nghe. Ngoài bệnh câm điếc về thể lý, tâm lý và thiếu hiểu biết, chúng ta còn có một loại câm điếc khác liên quan đến cả phần mạng của đời người, đó là câm điếc tâm linh. Theo ngữ vựng Kinh Thánh, tâm hồn hiểu biết có thể liên kết được với tai, cũng như với mắt. Tai là con đường tiếp nhận mặc khải. Thiên Chúa ban cho con người một tâm hồn biết nghe. Vì thế, chỉ nghe bằng tai thôi không đủ, mà phải nghe với cả trái tim. Chỉ có trái tim yêu thương, chân thành và quảng đại mới có thể hiểu đầy đủ, hiểu chính xác những thông điệp mà người muốn truyền đạt. Hơn nữa, không phải thông tin nào cũng nên nghe, cần phải lựa chọn những thông tin bổ ích, hữu dụng, không gây phương hại, vấn đục cho tâm hồn. Với một con tim biết lắng nghe, chúng ta có thể nhận ra những khát vọng bên dưới những ồn ào tưởng chừng vô nghĩa. Chúng ta có thể nhận ra đằng sau tiếng bước chân, tiếng chó sủa trong đêm vắng là sự vất vả của người cha, người mẹ thức khuya dậy sớm tần tảo vì con. Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Marco không chỉ tường thuật lại cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh câm điếc thể lý, mà Chúa còn chữa lành cả bệnh câm điếc
tâm linh, và nhất là chữa lành câm điếc tâm linh. Người bị câm điếc lúc đầu, anh ta ở trong tình trạng cô lập. Anh ta dường như không có một tương quan nào với người khác. Người ta dẫn đi đâu thì anh đi đó. Nhưng khi anh ta tin tưởng để cho Chúa Giêsu chữa lành cho mình, khi anh ta mở lòng ra trong tương quan với Thiên Chúa, thì đồng thời anh ta cũng mở lòng ra trong tương quan với người khác. Thật vậy, sau khi được Chúa chữa, người câm điếc trước kia không chỉ nghe được, nói được, anh ta còn lớn tiếng loan truyền tình thương mà Thiên Chúa đã dành cho anh. Anh ta không còn thụ động để người khác dẫn đi đâu thì đi. Anh ta không còn khép kín mà chủ động hòa nhập vào cuộc sống. Thật vậy, tương quan với Thiên Chúa là nền tảng và là khởi điểm cho các tương quan khác trong cuộc sống. Nghe và nói là hai ơn rất lớn Thiên Chúa ban cho con người. Thế nhưng, nhiều người trong chúng ta cứ nghĩ việc chúng ta nghe được, nói được là điều tự nhiên. Chúng ta chẳng nhận ra đây là hai ơn lớn mà Thiên Chúa ban cho con người. Cũng vậy, nhận được hai ơn ấy ban, không hẳn chúng ta biết sử dụng đúng hai ơn ban ấy. Trong chúng ta, nhiều người có đôi tai tốt nhưng không biết lắng nghe. Nhiều người có miệng lưỡi tốt nhưng không biết nói những điều đáng nói. Nghe được mọi chuyện nhưng lại không biết nghe được lời Chúa thì cũng như điếc. Nói đủ thứ chuyện nhưng không biết tuyên xưng lòng nhân lành của Chúa thì cũng kể như câm. Chúng ta chẳng thể nào nói được lời yêu thương nếu không biết lắng nghe trong yêu thương. Chúng ta chẳng thể nói sự thật nếu không lắng nghe trong sự thật. Nhất là chúng ta sẽ không thể nói về tình yêu của Thiên Chúa, về niềm tin vào Thiên Chúa, nếu không biết để tâm lắng nghe lời Chúa. Cho nên, chúng ta cầu xin Chúa chữa trị sự câm điếc nơi mình, để biết lắng nghe và loan báo tình thương của Chúa cho mọi người. Amen.